Friday. Chào Thanh Vân. Chào Lan Anh. Lúc nào cũng xinh tươi quá. Rồi xinh tươi gì đâu. Hôm nay trong lúc chờ Lan Anh thì Vân có tranh thủ với kiểu ảnh và cảm thấy rất là lo lắng bởi vì bắt đầu là thấy xuất hiện nếp nhăn ở dưới mắt rồi này. Có vẻ như là đã có nếp nhăn mờ rồi đấy. Thế nên là hôm nay nhất định là phải nhờ chuyên gia Lan Anh phải tư vấn cũng như là giúp Vân giải đáp những cái thắc mắc về vấn đề về lão hóa da. Lan Anh sẵn sàng không? Sẵn sàng chứ, có lẽ đã đến lúc mà mình cần phải chăm chút hơn cho bản thân rồi. Friday. Da mặt là vùng da mỏng nhất, mềm mại với lớp mỡ dưới da dày. Tuy nhiên đây cũng là vùng da thể hiện sự lão hóa một cách rõ ràng nhất. Phụ nữ sau tuổi 30, nội tiết tố estrogen suy giảm, sự liên kết các collagen dưới da bị lỏng lẻo. Trên da mặt sẽ xuất hiện dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da xỉn màu, nám, da khô, chảy xệ. Ba khu vực trên gương mặt biểu hiện sự lão hóa rõ ràng nhất đó là mắt, miệng, trán. Nếu không có chế độ chăm sóc đúng cách, da mặt sẽ nhanh chóng bị xuống cấp, những nếp nhăn sẽ hình thành những rãnh sâu, nám, tàn nhang loang rộng, thậm chí da mặt sẽ chảy xệ và dẫn đến biến dạng gương mặt. Friday. Ta đang trò chuyện với nhau về vấn đề lão hóa và có lẽ là phụ nữ nào khi mà nghe đến hai từ này cũng cảm thấy rất là hoảng sợ, làm cách nào để có thể là đối diện với nỗi sợ hãi của lão hóa ngoài tuổi 30 mà vẫn tự tin với làn da của mình. Thực ra thì cái điều đó cũng không hề to tát hay là phức tạp gì cả, mà chính những cái thói quen hàng ngày của mình nếu như mình để ý thì sẽ giúp cho mình làn da của mình đẹp hơn. Nhưng mà nếu như mình thực hiện sai cách đấy, cho làn da của mình lão hóa nhanh hơn. Và một trong những cái bí quyết mà Lan muốn chia sẻ đó là mình cần phải sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày thì Lan có một lời khuyên với Vân và với tất cả các bạn nữa, đó là mình cần phải chú trọng đến việc là tẩy tế bào chết. Với phụ nữ ngoài lứa tuổi 30 thì mình cần phải tẩy tế bào chết là ít nhất là một tuần một lần. Chăm sóc da tại nhà thì bước đầu tiên cũng là bước rất quan trọng là mình làm sạch. Thì Thanh Vân cũng như là các bạn, mình nên lựa chọn các cái loại sữa rửa mặt mà có độ pH, độ cân bằng độ ẩm cho da. Thì như vậy là vừa làm sạch da mà vẫn lưu giữ được độ ẩm, không gây khô và gây nhăn da. Mình sẽ thực hiện việc này là 2 lần một ngày. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng các cái loại khoáng xịt sẽ cung cấp các cái khoáng chất giúp cho làn da khỏe hơn và có sức đề kháng tốt hơn để chống lại cái tác động của môi trường bên ngoài. Dưỡng ẩm gồm là dung dịch cân bằng độ ẩm và sau đó là kem ngày và ban đêm mình dùng kem đêm. Và bên cạnh đó thì Thanh Vân cũng như là mọi người thì cần phải lưu ý đó là cái điều quan trọng nhất là mình phải hiểu làn da của mình và lựa chọn những cái dòng sản phẩm mà chiết xuất hoàn toàn tự nhiên thì điều đó là rất là cần thiết. Ví dụ như là Lan Anh thì Lan hay sử dụng một cái dòng sản phẩm mà chiết xuất từ tinh chất của linh chi đỏ và tinh chất của linh chi đen là dòng mà Everly sẽ giúp là tác động đến các cái tế bào và trẻ hóa da. Mình dùng ngay từ khi còn trẻ để đỡ phải lo lắng sau này khi về già lại bị lão hóa nặng hơn. Với phụ nữ ngoài 30 tuổi thì chúng ta bắt đầu có dấu hiệu chảy xệ. Vậy thì làm thế nào để làm da săn chắc một mặt mi lai? Bạn có sự hướng dẫn một cái cách massage để vẫn có thể giữ gìn được làn da của mình săn chắc không? Được chứ. Cái việc massage cho da mặt và cho cơ thể của mình là cái điều rất là đơn giản nhưng mà lại rất tốt cho làn da và cơ thể. Thế thì Lan có thể hướng dẫn cho Thanh Vân và tất cả các bạn mình cùng massage trong vòng 5 phút tại nhà và cách thực hiện cực kỳ là đơn giản. Friday. Là dùng tất cả các đầu ngón tay và mình xoáy xoắn ốc theo chiều là từ dưới lên trên để đẩy cơ mặt lên phía trên, từ dưới lên trên. Đúng rồi. Khi đi lên thì có lực mạnh hơn và khi đi xuống thì chỉ rất nhẹ thôi. Và cả vùng mắt luôn lên trên trán. Làm như vậy khoảng 3 lần. Rồi. Sau đó thì mình sẽ dùng tay và vuốt nhẹ để nâng cái vùng má và tránh sự chảy xệ của cơ mặt. Sau đó là sang vùng má mỗi bên khoảng 6 lần. Quả thật là thao tác rất là đơn giản và Vân nghĩ là Vân có thể hoàn toàn tự tin thao tác ở nhà. Và xin được cảm ơn chuyên gia Lan Anh với những lời khuyên rất là hữu ích và thiết thực. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và đồng hành cùng với Đẹp Hành Từ Trên Bệnh. Friday. Các bạn gái tự tin với làn da của mình, hãy chụp ảnh và kèm theo công thức chăm sóc da mỗi ngày rồi gửi về cho chương trình theo địa chỉ fanpage. Ảnh của bạn nào có nhiều like và share nhất sẽ nhận được phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ Menat. Chúc các bạn may mắn!